Nghệ thuật là công cụ để người nghệ sĩ bộc lộ mình. Sự sáng tạo và sự nguyên bản. Cảm xúc, xúc cảm. Thích nó từ bé. Duyên và nợ. Định mệnh. Vì yêu. Trừu tượng, biểu hiện. Là đường phố. Viết. Hiện thực. Đồng hiện, biểu hiện. Nửa thực, nửa hư. Màu đen. Xanh lá cây. Đỏ. Đen trắng. Ra mùa nóng. Tất cả các màu. Chân lụa này. Sơn dầu. Màu nước. Sơn mài. Những cái đường nét mềm mại, đường cong và chi tiết. Đường lai, đường thẳng. Xích xích sắc. Trạng thái thay đổi. Thay đổi của màu sắc. Khỏe khoắn. Đam mê. Bản lĩnh và uy tín. Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được trở lại trong chương trình trò chuyện nghệ thuật số thứ 2 của Lunet Art. Nghệ thuật đắt vì đâu? Nghệ thuật đắt vì mỗi tác phẩm được tạo nên không chỉ bởi tài năng, trí tuệ, tâm sức, sự tu dưỡng của người nghệ sĩ, mà nó còn bởi sự chia sẻ của cộng đồng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề trong phần thứ 3 của chương trình, giá trị nghệ thuật và giá cả thị trường. Tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu nhà sưu tầm nghệ thuật tiến sĩ Trịnh Thanh Hà. Tiến sĩ Trịnh Thanh Hà là nhà sưu tầm với hơn 20 năm theo đuổi các tác phẩm nghệ thuật. Ông không ngừng đi tìm kiếm và lưu giữ những vẻ đẹp riêng của từng tác phẩm. Với ông, mỗi tác phẩm đều mang trong mình phong cách của người làm ra nó. Từ các nét vẽ đến cách lên màu hay chủ đề đều là sự đặc trưng riêng mà không thể nào nhầm lẫn được. Dù đang công tác giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia, nhưng ông vẫn luôn dành thời gian cho các tác phẩm nghệ thuật. Bộ sưu tập hiện nay của ông có đến hàng trăm tác phẩm trên nhiều chất liệu khác nhau. Đối với một nhà sưu tầm, hiểu được giá trị nghệ thuật đã khó nhưng nắm bắt được xu thế thị trường càng khó hơn. Ông luôn trăn trở, làm sao để có thể lưu giữ những giá trị nghệ thuật đó trong khi nghệ thuật đang không ngừng phát triển theo thời gian. Từ cái thích sau đó thì mình mới tìm hiểu. Khi mà tìm hiểu thấy hay thì bắt đầu dẫn đến đam mê. Không những nó rất đẹp nhưng đồng thời nó lại còn cái giá trị về sưu tầm, giá trị cho tương lai rất nhiều. Chính vì vậy mà mình nghiên cứu nó, từ cái nghiên cứu và tìm hiểu nó thì mình thấy nó có nhiều cái lý thú, có nhiều cái sâu sắc và nhiều điều cần phải hiểu biết. Khi mà mình làm việc mà mình mệt ấy, thì mình lại đến với nó. Bởi vì đến với nó là mình không lo nghĩ gì hết, mình không phải suy nghĩ gì cả, mà mình chỉ có thưởng thức nó thôi. Người thứ hai đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trí Dũng. Phó Giáo sư Vũ Trí Dũng là một trong những nhà thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam. Thầy đang là giảng viên cao cấp khoa Marketing của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài ra, thầy còn là chuyên gia tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp và tham gia giảng dạy tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý CFVG. Thực ra thị trường mỹ thuật thì là một góc, một bộ phận của thị trường tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ. Ví dụ thì khi chúng ta tham gia vào thị trường thì nó là phải là hữu hình đã, thì người ta mới coi là đó là chuyển quyền sở hữu hàng hóa, nó phải hữu hình. Tuy nhiên cái hữu hình đấy nó lại hàm chứa, nếu như hàm lượng vô hình nó cao hơn thì cái giá trị của tài sản hữu hình nó bao gồm rất nhiều, hay là có một cái trọng số về tài sản vô hình rất là lớn. Cũng như kiểu một doanh nghiệp, tài sản hữu hình nó chỉ là một thôi, nhưng tài sản vô hình có thể gấp 20-30 lần tài sản hữu hình. Tài sản vô hình nó cao hơn này. Cho nên là thấy rằng là tài sản bao giờ nó cứ đan xen giữa hữu hình và vô hình. Người ta khi người ta thẩm định giá, người ta không chỉ tính đến giá trị hiện tại, người ta tính đến giá trị tương lai hay khả năng thu nhập từ tương lai của những sản phẩm đó. Giá trị của bức tranh không chỉ nằm ở nét vẽ, họa phẩm hay những điều thể hiện trên bức tranh, mà còn ở thông điệp của họa sĩ và cảm nhận của người xem theo thời gian. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trí Dũng, theo những cái nghiên cứu của thầy, một tác phẩm nghệ thuật có là một tài sản không? Sự khác nhau giữa giá trị nghệ thuật và giá cả thị trường trong mỗi cái tác phẩm? Một tác phẩm nghệ thuật là một tài sản rất là có giá trị. Khi nói là tài sản, ấy, ở đây nó có thể thể hiện qua một cái giá trị của nó đối với hiện tại và đối với cả tương lai. Không chỉ đối với người sở hữu nó, mà còn có thể mang lại những cái giá trị cho những người khác. Đó là tài sản thì nó sẽ có khả năng sinh lời. Nếu mà đem ra trao đổi thì chắc chắn là
cái giá trị của nó sẽ chỉ có tăng lên thôi. Và đối với tài sản nghệ thuật nó không có cái gọi là hao mòn vô hình, và thậm chí nó còn ngược lại, gọi là gia tăng vô hình thì đúng hơn nữa. Quan tâm đến tài sản đó và sở hữu tài sản cũng phản ánh được một cái sự phát triển của nền kinh tế, và đặc biệt là phát triển một cái trình độ văn hóa của một nhóm người hoặc một quốc gia. Còn sự khác biệt giữa giá trị và giá cả thì lý thuyết thì nói rồi, giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị. Cho nên trước hết hai cái này nó sẽ có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ. Theo đúng nguyên lý thì là người ta nói gọi là giá trị là cơ sở của giá cả, là nhân tố quyết định giá cả. Cho nên những cái tài sản nào có giá trị thì giá cả nó sẽ cao, và ngược lại. Nên nó có cái khác nhau, nó là hai phạm trù khác nhau. Một đằng là cơ sở, một đằng là nội dung, đằng kia là chỉ là hình thức. Cái giá cả nó cao thấp thì nó phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng mà trước hết nó phụ thuộc vào bản thân cái giá trị của cái tác phẩm đó. Một cái khác nữa để phân biệt giữa giá cả và giá trị. Giá trị lúc đầu là người ta nói là thường hay xuất phát từ phía người sản xuất. Nhưng mà khi nói là giá cả phải được thị trường nó thừa nhận. Chi phí là hiện tại, giá cả là quá khứ và giá trị là tương lai. Hầu hết các cái tập đoàn trên thế giới, ngoài cái việc là đầu tư tài chính, đầu tư về kinh doanh, thì họ luôn luôn có cái cơ cấu đấy là đầu tư cho những cái bộ sưu tập. Trên cái phương diện về kinh tế học thì thầy cũng có những cái chia sẻ như thế nào về cái quan điểm mà đầu tư tài chính cho những cái lĩnh vực như là nghệ thuật, và tại sao mà ở một số nước trên thế giới họ cũng có thể nhận những cái tác phẩm nghệ thuật như là một cái khoản cầm cố cho cái việc tín dụng ngân hàng, các quỹ đầu tư. Tài sản có thể rất nhiều hình thức bằng tiền, bằng những vật thể hoặc phi vật thể. Cái tài sản đảm bảo nó đa dạng hơn rất là nhiều, không chỉ có vàng. Và trong một cái xu hướng hiện nay ấy, là cái tài sản đảm bảo là cái có giá trị mà có thể không bị mất đi, cái khả năng chúng ta gọi là thay thế là gần như là không có. Nhưng cái tài sản nghệ thuật ấy, thường là cái cung ấy nó khống chế rồi, nó hữu hạn hơn, và tính chất độc đáo hay thay thế nó rất là thấp, và vì vậy là cái giá trị nó được rất là đảm bảo. Cho nên người ta giữ cái đấy coi một tài sản, và cái nơi khác người ta nhận một cái tài sản đấy như một cái đảm bảo, cái cầm cố, bởi vì là nó có giá trị đặc thù của nó. Trên cương vị là một nhà sưu tầm nhưng cũng là một cái người nghiên cứu về văn hóa xã hội, thầy cũng chia sẻ với Lunet Art và cộng đồng quan điểm sưu tầm nghệ thuật của mình được không ạ? Sưu tầm nghệ thuật ấy thì tức là mình đang hướng tới cái đẹp, sưu tầm cái đẹp. Khi mà xã hội phát triển ấy thì thông thường người ta tìm đến những cái đẹp cho bản thân và cho không gian của họ. Mỗi người sẽ sưu tầm theo một cách khác nhau, tùy theo cái sở thích, cái khả năng của họ. Nếu như đến với tranh ấy, thì tôi thấy là cũng có nhiều cách. Ví dụ là họ đến với những cái tác giả, những họa sĩ cũng bình thường thôi. Có những người ta kỹ hơn và người ta cao hơn thì người ta tìm đến những họa sĩ nổi tiếng. Khi mà chúng ta đến bất cứ một không gian của gia đình nhà nào, nhìn cách bài trí, nhìn cách bố cục thì có thể là đoán định được cái văn hóa của gia chủ là người như thế nào. Trước kia ở Hà Nội, những năm 50 thì có 36 cụ chơi, sưu tầm. Đến giờ này, thật ra thì chưa thống kê nhưng mà phải có tới 36.000 người chơi rồi. Thì chúng ta thấy rằng là cái số lượng tham gia là rất đông và cũng rất nhiều các cái thể loại, rất nhiều hình thức. Và đặc biệt thì tôi thấy đấy là giá trị về tinh thần. Nó cho chúng ta một cái thưởng thức. Không giờ chán. Vâng. Bởi vì là chúng ta thưởng thức bất cứ lúc nào, và đặc biệt là cho chúng ta cái năng lượng tích cực. Và đấy chính là sự nhân ái ở trong mỗi con người khi mà đến với nghệ thuật. Ở trong các cái nguyên tắc của Lunet Art khi làm việc về nghệ thuật thì chúng em cũng có những cái giá trị cốt lõi xung quanh lại vẫn là chân, thiện, mỹ. Em cũng xin có một cái câu hỏi dành cho tiến sĩ Trịnh Thanh Hà. Nếu xem các tác phẩm nghệ thuật là một kênh đầu tư thì việc thẩm định giá cho các tác phẩm nghệ thuật sẽ như thế nào? Việt Nam chúng ta chưa có một tổ chức hoặc chưa có một hội đồng thẩm định một cách chuyên nghiệp như các nước phát triển. Đây chính là cái nhu cầu mà tới đây cần phải có. Thế còn bây giờ người chơi thì người ta có nhiều kênh thẩm định lắm. Cái việc đầu tiên thẩm định ấy là anh phải tự trau dồi, phải đọc thật nhiều và cũng phải học thật nhiều. Rất học có nghĩa là học những người bạn, những người thầy, những người đã kinh qua. Cái thứ hai là thẩm định qua chủ nhân của những bức tranh. Bởi vì tranh bao giờ nó cũng có điều có nguồn gốc. Mà mình tìm đến những nhà sưu tầm, tìm đến con cháu của các họa sĩ cũng là một kênh để mình thẩm định. Nhưng tất nhiên là mình phải xem rất nhiều góc độ khác nhau. Và cái thẩm định thứ ba là phải có tư vấn của những người giỏi nghề. Thế còn ngoài ra thì có thể có các cái kênh khác như là thẩm định qua là phân rã về carbon hoặc là về tia hồng ngoại, X-quang vân vân. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn cứ thiên về cái cảm nhận. Các nhà thẩm định nổi tiếng trên thế giới thì họ thẩm định bằng mắt thường, chứ không phải là những cái công cụ, phương tiện hiện đại khác. Thì chúng ta thấy là thẩm định có nhiều kênh. Đến với nghệ thuật, đặc biệt là tranh, là cũng phải hết sức tâm huyết và phải công phu
thì mới có những bức tranh tốt được. Em cũng muốn dành cái câu hỏi đó cho thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trí Dũng. Thầy cũng chia sẻ đôi điều về cái quan điểm đầu tư nghệ thuật hiện nay ở Việt Nam, quan điểm về thẩm định giá trị tài sản vô hình được không? Thẩm định là ước định lại giá trị, bởi vì là cái giá trị nó lại vô hình, cho nên là cái thẩm định đây là cực kỳ cần thiết. Mà khi có hoạt định thẩm định đấy, nó cũng là tạo điều kiện để cho thị trường phát triển đấy, nó giảm thiểu cái rủi ro trong hoạt động sưu tầm của mình. Nên tôi nghĩ là cái xu hướng là tất yếu và rất cần có một tổ chức độc lập, khách quan đứng ra làm cái đó. Một tác phẩm bao giờ nó cũng có những cái giá trị về tư tưởng, giá trị mỹ thuật đi kèm và đương nhiên là thương hiệu của tác giả. Khi nói đến giá trị cảm nhận ấy là bởi vì nó là những cái sản phẩm sáng tạo, nó có tính chất đơn chiếc, tính độc đáo, cái giá trị nó ở cái chỗ đó. Chỉ có tôi mới có những cái không ai có thể có cả. Và đấy là cái người ta tự hào. Do đó là cái định thẩm định giá nó dựa vào cái một trong phương pháp hiện nay rất là phổ biến là theo giá trị cảm nhận. Hoặc có sách họ nói là bắt đầu từ sự thỏa mãn của khách hàng. Thì cái thỏa mãn bây giờ nó cũng rất là vô cùng. Những người mới chơi theo quy định mua thông thường đấy, biết, thích và mua. Nhưng có khi tôi bắt trước, tôi mua đã, xong tôi về tôi mới hiểu, hiểu tôi mới thích. Thế nên là cái quá trình nó, nghệ thuật nó không theo một cái logic thông thường đâu, nó có thể đảo lộn ra. Và cái sự hài lòng người ta cứ nôm na theo lý thuyết là cái người ta nhận được với cái người ta kỳ vọng. Người ta kỳ vọng gì ở cái tác phẩm đó, tính độc đáo, thương hiệu của họa sĩ đó. Có những người về mục tiêu là tài sản bảo đảm là kinh doanh, khả năng sinh lời trong tương lai. Có những người về kỳ vọng là gì, thưởng thức, như nói là bình ổn trong tư tưởng. Từ đấy người ta có thể suy nghĩ tốt hơn, là trả giá rất là cao. Trong thực tế mà người ta sưu tầm, người ta mua bán ở trong xã hội thì cái giá đó với người này là 5 đồng, nhưng với người khác người ta lại mua đến 10 đồng. Thế như vậy là thẩm định là rõ ràng là cái căn cứ là có căn cứ, nhưng mà để định giá chính xác là không phải dễ. Cái thứ hai, trong thực tế các cái phiên đấu giá quốc tế, nhiều khi những cái giá trị của những cái bức tranh hoặc những cái món đồ quý nó có thể gấp 10 hoặc mấy chục lần so với cái giá mong đợi của nhà đấu. Tôi cho rằng cái việc mà thẩm định ấy, cái quan trọng nhất ở đây là thẩm định về cái thật giả, giá trị chính xác của nó. Rồi căn cứ vào đó thì bắt đầu mới tính các yếu tố khác thì nó sẽ chính xác nhất. Trong quá trình sưu tầm của thầy thì thầy cũng có những cái phải trả giá. Thì thông thường có những cái tác phẩm mình cứ cho là làm giả đi, có khi nào thầy đã gặp những cái tình huống là chính tác giả lại làm sang một tác phẩm nhân bản thứ hai y hệt không? Về cái người họa sĩ, tức là cái tác giả của tranh ấy, bức tranh thì tôi chưa gặp. Chưa gặp là ông ấy chép lại cái bức mà ông đã sáng tác. Nhưng mà nghe đâu đó thì có. Giữa giả và thật thì nó lại có một cái mà cũng hài hước lắm. Nhiều khi bỏ tiền là tiền trả cho một bức tranh thật, nhưng thực tế mang về và mua cái bức tranh đó về thì đấy lại là một bức tranh giả. Có thể người ta chép tranh và có thể người mua sẽ bị nhầm lẫn. Phải thật sự là kỹ càng và học hỏi, chứ không thì mình sẽ rơi vào cái cảnh là cái cảnh mà đấy, cực chẳng đã. Không phải cực chẳng đã chứ, bởi vì mang về một bức tranh giả, vâng, treo thì không đỡ nỡ rồi, mà bây giờ cho ai? Như có nhiều người ta giải pháp là người ta phải cất đi đấy, người ta cất đi mà người ta ám ảnh chứ. Có những người không dám chơi nữa, họ bị thu chột ngay, cho nên đấy cũng là thách thức. Còn tất nhiên đã chơi ấy, thì phải chấp nhận, nhưng mà tốt nhất thì nên chơi từ thấp đến cao, làm quen với tranh đã, chơi dần đã, rồi hãy đến với những tác phẩm có tên tuổi. Chứ không phải một lúc mà có thể là mình vào một cái là mình sẵn sàng mua những cái bức tranh mà có thương hiệu và nổi tiếng đâu. Hiện nay thì các cái tổ chức đấu giá ở Việt Nam cũng đã bắt đầu đấu giá những cái tác phẩm nghệ thuật. Thông thường theo cái quy chế đấu giá, bao giờ mình cũng phải có một cái giá trị khởi điểm. Và thông thường thì các tổ chức đấu giá thì họ lấy cái giá của chứng thư thẩm định giá làm giá khởi điểm. Thế thì ở Việt Nam đã có cái tổ chức nào làm cái việc đó chưa, và thầy đã bao giờ va chạm với lại một cái tình huống này chưa? Nếu mà tham gia vào đó có ba là, thứ nhất là giá khởi điểm, hai là giá kỳ vọng, và thứ ba là giá thực tế. Để tính được cái giá khởi điểm đấy, bao giờ cũng có hai phần. Phần nhất phải có những tiêu chí, xong nhờ cái chuyên gia theo ông cái tác phẩm này ông đã đạt như thế nào. Tất nhiên là cái cảm xúc là quan trọng, nhưng mà để ra được cái chứng thư nó vẫn phải có cái tiêu chí. Khi cái định giá bắt đầu ấy thì nó sẽ theo bên trái này, lý trí nhiều hơn, đấy là giá khởi điểm. Còn cái giá kỳ vọng ấy nó sẽ theo bên phải, emotion. Từ cái giá kỳ vọng nó phụ thuộc vào cái thứ nhất là quyết định của người mua, phụ thuộc vào cảm xúc, và thứ hai là cái nghệ thuật của đấu giá. Xác định giá ban đầu ấy nó theo cơ sở và áp dụng theo giá cảm nhận, nhưng mà theo đấu giá thì nó là giá theo cạnh tranh. Và nguyên tắc của cạnh tranh ấy, nó dùng một câu là khống chế cung kích cầu và giữ giá ở mức cao. Khống chế cung tức là thấy là luôn cái này là duy nhất, cái này là đơn nhất, độc đáo và chỉ có nó thôi,
về mặt giá trị tư tưởng, về mặt mỹ thuật, về mặt nghệ thuật nào đó. Và khi kích cầu lên ấy, thì cái tạo ra cạnh tranh những người mua. Trên thường lúc đấy nó sẽ đạt được cao hơn cả giá kỳ vọng. Đấy là do cái nghệ thuật. Và đấy là giá theo cạnh tranh. Bắt đầu là giá theo cảm nhận. Xong tùy theo phương pháp đấu giá, nghệ thuật đấu giá và thông tin đã đạt được giá cạnh tranh hay giá thị trường. Nên nói quan hệ cung cầu. Và nguyên tắc quan hệ cung cầu đây là luôn luôn là cung có xu hướng phải nhỏ hơn cầu, nhỏ hơn rất nhiều so với cầu. Và để tạo ra cái xu hướng tăng giá. Nếu có một tác phẩm mà phó giáo sư tiến sĩ yêu thích, trong khi đó thì giá tác phẩm có thể đắt hơn gấp 10 lần theo giá trị thẩm định, thì thầy có sẵn sàng để mua tác phẩm không? Xem xét thì lý trí mà quyết định là cảm xúc. Nếu người ta cảm thấy đắt hơn thật, dân kinh tế thường là không mua. Nhưng đối với những người khác ấy, chưa chắc có thể đắt hơn, họ biết là đắt cao hơn giá trị, nhưng mà thấy là tôi không thể tìm được cái chỗ khác. Hoặc nếu tôi không mua lúc này, vì sao tôi không được mua được cái khác, không thể tìm được cái khác. Họ sẵn sàng hy sinh để có được cái đó. Nhưng đã gọi là đắt rồi thì bây giờ người ta phải cân nhắc. Nhưng mà cũng có những người mà người ta biết là đắt, hiện nay khả năng thanh toán họ không cho phép, họ có thể huy động. Huy động để người ta có được cái sở hữu cái đó. Thì cái lúc đấy là cái đắt lại không phải đắt. Chứng thư do là đắt nhưng không phải đắt so với họ. Thì nó rất là khó anh nhỉ. Nhiều khi nó máu cùng, mà nhiều khi nhưng mà cuối cùng là thầy có mua không ạ? Tôi cần dân kinh tế là tôi được không? Nếu dân kinh tế, tôi nói xét về góc độ kinh tế thôi. Còn nếu như mình yêu nghệ thuật ấy, như người mê nghệ thuật, ai đó thì người ta có thể sẵn sàng. Trong cái kịch bản là chúng ta phải là người có tiền, có đủ tài chính để làm điều đó, thì vẫn câu hỏi đó thì tiến sĩ có sẵn sàng mua tác phẩm không ạ? Có thể đấy, bởi vì tôi là người mà đam mê lắm. Đam mê những cái tác phẩm nghệ thuật. Và trong thực tế thì có nhiều khi cũng dám mua những cái món đồ mà nó cao hơn giá trị của nó. Nhưng mà sau 5-7 năm thì bây giờ nó lại giá trị hơn rất nhiều so với lúc mà mình đã mua nó. Cho nên đúng là cũng phải có bản lĩnh. Trong nghệ thuật nó có một cái kỳ lạ, đấy là cái linh cảm. Một cái người nghệ sĩ mà hiện tại người ta còn chưa có một cái tên tuổi gì, nhưng mà mình tin vào cái khả năng của mình, thì khi mình gặp tác phẩm của họ, mình gặp con người họ, thì mình rất tin tưởng vào một tương lai rất là sáng. Chưa tính đến cái đoạn đầu tư, nhưng chỉ tính đến cái chi phí cơ hội. Đến khi mà mình sẵn sàng mua nó được mà mình không mua, quay lại nó thuộc người khác. Cái quan trọng lúc đấy không còn là giá bao nhiêu nữa. Đã chót yêu một cô gái rồi mà bây giờ cô chót đi lấy chồng rồi, bây giờ biết làm nào. Xin cảm ơn sự chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trí Dũng và nhà sưu tầm tiến sĩ Trịnh Thanh Hà. Cũng rất là mong các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tầm tiếp tục hợp tác với lại Lunet Art để phát triển cho mình có một cái tổ chức, đúng nghĩa là một tổ chức nghệ thuật. Hiện tại là đang hoạt động dưới dạng một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận. Cũng rất mong được có những cái người chân thiện mỹ đến với cái cộng đồng yêu nghệ thuật. Rất là cảm ơn tiến sĩ Trịnh Thanh Hà và phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trí Dũng đã có cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nghệ thuật không thể là một sản phẩm tiêu dùng, cũng không bao giờ làm ra trong vô thức. Chúng được sáng tạo ra bởi sự tài năng cộng với sự thăng hoa cảm xúc của người nghệ sĩ, cũng để phục vụ cho sự thăng hoa cảm xúc của con người. Nghệ thuật vốn dĩ là đứa con tinh túy từ thời đại. Nó được sinh ra trong một thời khắc lịch sử nhất định, một hoàn cảnh, bối cảnh nhất định, nhưng nó có sự sống bền bỉ, vượt qua thời đại để tồn tại vĩnh viễn. Bởi vậy, tác phẩm nghệ thuật không chỉ đem trong mình giá trị nhân văn, giá trị lịch sử, như những mầm sống được nuôi dưỡng trong bản thể, để những mầm sống đó sản sinh ra những giá trị tương lai. Một nhà giám tuyển nghệ thuật uyên bác không chỉ tìm kiếm, phát hiện, ghi nhận được những giá trị biểu hiện của một tác phẩm, mà còn cảm nhận được, chạm đến được sự rung cảm trong tiềm thức của người nghệ sĩ bằng chính sự nhạy cảm, sự tôi rèn trong nghệ thuật, bằng sự tinh tế trong quan sát, biết lắng nghe sự rung động của người nghệ sĩ trong chính không gian tác phẩm.